Thưa quý vị, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt cụ thể, chú trọng về cả số lượng lẫn chất lượng đảng viên. Trong đó, nổi bật là việc phát triển đảng viên là người có đạo, bước đầu đã gặt hái được một số kết quả khả quan. Từ địa bàn trắng đảng viên là người có đạo, đến nay tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đã có 39 người có đạo tự nguyện đứng vào hàng ngũ đảng. Cũng từ sau khi có quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo, huyện ủy Hòa Vang đã phát triển 50 đảng viên là người có đạo. Nhờ quyết tâm và giải pháp mạnh mẽ, nhiệm vụ phát triển đảng viên tại đây nói chung, đảng viên là người có đạo nói riêng đang đi đúng hướng và gặt hái được kết quả tích cực. Sắp đến nhiệm kỳ, dự kiến là phấn đấu là phải giao cho mỗi đảng viên là tôn giáo, làm sao đó là 2 năm anh phải tạo nguồn phát triển được một đảng viên là dân dân của mình hoặc là người theo tôn giáo của mình. Và đặc biệt là giờ rồi chúng ta lòng vào mỗi năm ít nhất là phát triển đoán được từ 2-3% là đảng viên là tôn giáo trong tổng số đảng viên mà phát triển đoán của huyện. Người ta đã đưa vào chỉ tiêu trong nghị quyết rất là rõ. Trên cái tinh thần chỉ tiêu đó thì những nơi nào mà có đồng bào tôn giáo nhiều thì phải phấn đấu. Mới đây, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề với sự tham dự của trên 4.000 đảng viên để đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển đảng viên mới. Thông tin từ Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, Đà Nẵng hiện có trên 62.000 đảng viên, trong đó có 270 đảng viên là người có đạo. Công tác phát triển đảng viên là người có đạo đang được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Chúng tôi cũng ghi nhận những cái nỗ lực của các quận huyện ủy, đặc biệt là huyện ủy Hòa Vang trong cái việc tạo nguồn và phát triển đảng viên. Trong đó chú ý vào phát triển những đảng viên ở đồng bào theo đạo. Trong thời gian tới, đặc biệt là sau cái hội nghị tạo nguồn và phát triển đảng viên, thành phố vừa tổ chức rất là thành công và có tính lan tỏa mạnh, thì Thành ủy sẽ xây dựng các cái kế hoạch để theo đó các cái quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc trong cái việc tổ chức cái việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và đặc biệt là phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo, để làm thế nào cho khi một người có đạo đứng vào hàng ngũ của đảng thì người ta thấy rằng là thực hiện đúng các cái phương châm mà tốt đời, đẹp đạo, để làm thế nào một cái sự kiêu hãnh của người có đạo khi đứng vào hàng ngũ của đảng và hát cái bài quốc ca, quốc tế ca trên cái mảnh đất của mình. Cùng với phát triển đảng viên là người có đạo, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đề nghị các cấp ủy phân tích đánh giá cụ thể về nguồn phát triển đảng viên, các nhóm, lĩnh vực, khu vực có tiềm năng với số lượng quần chúng tương đối lớn, đề ra phương pháp cách làm hay trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nghiên cứu các cơ chế, chính sách, nguồn lực cần thiết cho công tác này, cũng như xây dựng môi trường cho quần chúng rèn luyện để thể hiện các phẩm chất của quần chúng ưu tú.